Ngân quỹ này dùng chủ yếu để mua tài liệu, để phát thưởng cho học viên hai kỳ thường hạ bán niên, để tổ chức bồi lên huấn luyện cho giáo viên, để thăm viếng giáo viên học viên bị đau bệnh và tặng quà cuối năm cho tất cả các học viên. Hàng năm trường chủ nhật được trang bị một bộ đồng phục mới cho các giáo viên với sự hỗ trợ từ quỹ tự trị của Hội Thánh. Phật cảm ơn Chúa đã sử dụng và ban ơn dư dật cho công tác trường chủ nhật với việc dạy và học lời Chúa trong suốt năm qua. Xin được gửi lời tri ân đến ông bà mục sư quản nhiệm, thầy truyền đạo Hồ Hoàng Ân phụ tá quản nhiệm, nữ truyền đạo Lê Thị Lệ Hòa phụ tá quản nhiệm, trưởng khối cơ đốc giáo dục của Hội Thánh. Xin cảm ơn quý vị trong ban trị sự chấp sự Hội Thánh, quý con cái Chúa trong Hội Thánh đã cầu thay, đã khích lệ, đã dâng hiến hỗ trợ mọi mặt với công tác của trường chủ nhật. Xin Hội Thánh tiếp tục để cầu nguyện cho ban trường chủ nhật, và cũng nhân đây xin kính mời quý con cái Chúa khích lệ lẫn nhau để tham gia vào các lớp trường chủ nhật học lời Chúa, để được lớn lên trong đời sống thuộc linh, bước đi theo ý muốn của Chúa, hầu việc Ngài ngày càng kết quả. Hòa trong không khí mừng Chúa Giáng sinh với mong ước làm sáng danh Chúa qua sự dạy và học lời Ngài, sau đây các giáo viên trường chủ nhật trong Hội Thánh cũng sẽ dự phần tôn vinh Chúa thánh ca 557 sáng danh Thiên Chúa. Xin kính mời quý Hội Thánh đồng đứng. Giờ này xin kính mời mục sư quản nhiệm
công nghệ cho công việc học lời Chúa của trường chuyên nghiệp năm mới.